học sinh lớp 2B. Sau đây em xin kể câu chuyện Nhớ Anh Phan Đình Giáp của tác giả Bùi Khắc Việt. Câu chuyện được trích trong tập truyện Chiến sĩ Điện Biên kể chuyện. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Từ quê ở Nghệ An, theo tiếng gọi của Tổ quốc, tôi lên đường nhập ngũ. Từ Nghệ An, chúng tôi hành quân suốt 4-5 tháng trời đi bộ. Một hôm tại buổi xuất phát, rồi khỏi đội hình, tôi dựa lưng lên một đất đồi để nghỉ chốc lát. Đông thầy có anh bổ đội, có dáng buổi hơi thấp, da ngâm đen, đầu đội mũ nam. Anh hỏi tôi có mệt không em? Em bị sốt phải không em? Báo cáo anh, em bị sốt nên không cho kịp đơn vị. Anh liền nói, hãy đưa súng đạn, bao gạo toàn quá nhà em mong cho. Nhìn thấy hai bàn chân tôi không có giày, đầy vết nứt nẻ, máu hòa lẫn vào đất rừng. Anh liền nói, em phà là rơi của anh để đi. Nhìn anh không lung lút chiếc giày đầu tiên, tôi nhìn thấy bàn chân anh mà dính loang lổ. Tôi không đành lòng nên xin anh, em đi dần dần cũng được anh ạ. Anh dứt khoát, em phà là rơi của anh để đi. Anh là tiền đội trưởng của em, là Phan Đình Giáp đây. Ngày 3 tháng 3 năm 1954, quân ta nổ súng tiêu diệt Kim Lan cả trận địa dung chuyển vùng nghỉ. Đại đội ta xông lên bắn đến quả bùng pha thứ 8. Anh Phan Đình Giáp đánh quả thứ 9. Anh bị thương ở đùi. Quân Pháp tập trung bắn đạn như mưa về phía trận địa ta. Đồng đội bị thương rất nhiều, lòng căm thù quân giặc lên cao. Anh Phan Đình Giáp bắn liên tiếp hai quả pháo nước, phá quang hàng rào cuối cùng, mở thông đường cho đồng đội xông lên. Anh bị thương ở vai và đùi, anh vẫn cố hết sức gồng mình lên lô cốt số 3 để dập tắt lô cốt này. Anh dùng hết sức còn lại để nâng Tiểu Liên lên, bắn mạnh vào lỗ chân mai của địch và hô to, Nguyễn Sinh vì đảng vì dân, rồi lấy tấm thân của mình bịt vào lỗ chân mai của địch và hô làm tôi nghẹn lại, ôm chầm lấy anh. Anh chết ơi, tỉnh lại đi anh ơi, anh chết ơi. Tim tôi như thất lại, nhưng anh không còn nữa. Vậy là anh đã ra đi mãi mãi. Anh Phan Đình Giáp đã hy sinh. Anh được cả thế giới biết đến với chiến thắng lừng lẫy năm trong trận đập địa cầu. Chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng em Nguyễn Hoàng Huyền lớp 2B đã thực hiện rất tốt phần thi của mình.